Những điều chưa biết về chiến thắng Xuân Mậu Thân năm 1968. Quý vị và các bạn thân mến, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, có người nói thắng lợi ở Xuân Mậu Thân 1968 là không lớn và có khi xuyên tạc thắng lợi này. Nhưng vì họ đứng ngoài, họ không hiểu được, người Việt Nam và người trong cuộc mới thấy được thắng lợi Mậu Thân là thắng lợi lớn, mang tính chiến lược. Mời các bạn hãy cùng chân dung lịch sử tìm hiểu về nhận định trên của Đại tướng Phạm Văn Trà trong video ngay sau đây. Đôi nét về Đại tướng Phạm Văn Trà. Đại tướng Phạm Văn Trà sinh ngày 19 tháng 8 năm 1935, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2006, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông quê ở xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Sự thật về thắng lợi của Xuân Mậu Thân năm 1968. Đại tướng Phạm Văn Trà là người tham gia các trận đánh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở địa bàn quân khu 9 với vai trò là tiểu đoàn trưởng. Ông cho biết cùng với tiểu đoàn đánh vào Cần Thơ là trọng điểm của vùng 4 chiến thuật. Theo tướng Trà, Tết Mậu Thân năm 1968 là mốc rất quan trọng với đất nước ta, chuyển hướng từ chiến tranh cục bộ để làm sao Mỹ Ngụy có hiệp định Paris về Việt Nam. Quyết định táo bạo. Đại tướng Trà nói, Mỹ đi sâu vào Hiệp định Geneva chứ không tính Hiệp định Paris, mà Mỹ đã phá Hiệp định Geneva rồi nên quay lại là không đúng. Cho nên Việt Nam cần phải có một Hiệp định quốc tế mới. Hiệp định như thế nào để Mỹ công nhận độc lập chủ quyền của Việt Nam? Việt Nam sẽ tự giải quyết việc nội bộ của mình và Ngụy ngừng ném bom. Khi thất bại của chiến tranh cục bộ giai đoạn 1960-1964, Mỹ muốn tìm kiếm một giải pháp cho cuộc chiến tại Việt Nam. Trong chiến dịch tái tranh cử, Tổng thống Mỹ Johnson tuyên bố Việt Cộng không còn đủ sức đánh lớn được nữa, Mỹ sẽ rút quân để hai miền chiến đấu với nhau. Đùng một cái, chúng ta mở chiến dịch Tết Mậu Thân đánh vào 54 thành phố, thị xã trên toàn miền Nam. Một chiến dịch lớn nhất tính đến thời điểm đó đã khiến Mỹ không thể ngờ tới cuộc chiến ở Việt Nam sẽ còn kéo dài. Khi ấy, Quốc hội Mỹ tuyên bố Johnson nói dối, người Mỹ không còn tin vào Tổng thống. Chính trận Mậu Thân là bước ngoặt lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, buộc Mỹ phải chấp nhận thương lượng, đàm phán bằng một hiệp định mới chứ không còn giải pháp nào khác. Nhờ đó, chiến tranh Việt Nam rút ngắn, đi đến kết thúc. Để tạo bước ngoặt lịch sử, Trung ương Đảng quyết định có trận đánh lớn, toàn diện để đánh bại và đánh nhụt ý chí của Mỹ, làm cho nước Mỹ rung động. Từ đó, có hiệp định Paris về Việt Nam. Năm ấy, đồng chí Lê Duẩn từ Liên Xô về, nói không thể đánh theo lối cũ mà phải giáng một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Mỹ và phải vừa đánh vừa đàm, bởi chênh lệch lực lượng giữa hai bên còn rất lớn. Đó là ý đồ chiến lược. Khi ấy, miền Nam còn hơn nửa triệu quân Mỹ và hơn 1,2 triệu quân Việt Nam Cộng Hòa. Dù chúng ta đánh vào hầu hết các thành phố ở miền Nam, nhưng chưa đánh được các lực lượng quân sự của Mỹ nên không thể giải phóng ngay lúc đó. Đại tướng Phạm Văn Trà nhận định, tuy không dám phổ biến ý định trên, song ý đồ đó tôi cho là táo bạo. Nếu cấp trên phổ biến lơ là thì ở dưới quyết tâm không cao nên phải nói để tất cả tập trung đánh quyết liệt cho Mỹ thấy rằng cuộc chiến còn kéo dài để Mỹ phải rút quân. Lúc tham gia chiến dịch, tôi là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 309, trung đoàn 1, U Minh, quân khu 9. Được phổ biến lệnh có mức độ, bởi toàn bộ chủ trương của chiến dịch phải giữ bí mật tuyệt đối. Quá trình đánh tôi mới hiểu dần. Trước mỗi trận đánh mới vừa đi vừa phổ biến mục tiêu và cố gắng giữ được trận địa càng lâu càng tốt. Tấn công nhiều mục tiêu quan trọng. Cũng theo Đại tướng Phạm Văn Trà, trong chiến dịch Mậu Thân, khi đánh đợt 1, chúng ta giành thắng lợi lớn. Chúng ta đã đánh toàn bộ vào các thành phố, thị xã ở miền Nam. Ở Sài Gòn, lực lượng của ta tấn công vào được những mục tiêu quan trọng như Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tổng tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, Đài Phát thanh. Đại tướng Phạm Văn Trà kể, thời điểm đó, lữ đoàn của chúng tôi đánh vào sở chỉ huy quân đoàn 4 của Việt Nam Cộng hòa Cần Thơ. Chúng tôi đánh Đài Phát thanh, chiếm trường đại học, đánh một số sở cảnh sát. Tuy nhiên, đánh sân bay chưa thành công. Đơn vị của chúng tôi đánh vào gần giữa thành phố Cần Thơ, đến đoạn đường Tạ Thu Thâu, nay là đường Mậu Thân. Sau đó, đứng chân để cầm cự, rồi rút ra khoảng 5 km để phòng ngự. Khi đơn vị chúng tôi phòng ngự, quân Mỹ đã đổ xuống, Cần Thơ tham chiến. Chúng tôi đánh từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 2 năm 1968 với những trận quyết liệt. Đơn vị chúng tôi đã hy sinh nhiều. Chúng tôi đã tập kích tiêu diệt được một đại đội lính Mỹ, thu 60 súng AR-15 mới tinh và một số trang thiết bị ở Cần Thơ. Đến khoảng 25 tháng 2 năm 1968, lữ đoàn lính Mỹ rút ra vì chúng đánh không được.
sau đó thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa xuống. Sau khi đánh hết đợt 1, chúng tôi bước vào đợt 2 của chiến dịch Xuân Mậu Thân. Trong đợt 2, đơn vị chúng tôi đã đánh được một trận địa pháo ở Bình Thủy, Cần Thơ. Khi đánh đợt 3, mặt trận của chúng tôi chủ yếu dùng pháo kích chứ không tiến quân. Như vậy, trong chiến dịch Mậu Thân, chúng ta đánh làm 3 đợt. Tuy nhiên, đơn vị chúng tôi còn tổ chức đánh đợt 4, từ tháng 1 đến tháng 2 năm 1969, đánh vào sân bay Bình Thủy, diệt được 60 máy bay. Lúc này, quân địch tưởng ta đánh lớn nên chúng cho máy bay B-52 đánh phá suốt mấy ngày đêm. Sau trận đánh đó, Mỹ đã phải ngồi vào bàn đàm phán. Không có nhân dân thì không có Mậu Thân năm 1968. Theo đánh giá của Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968, vai trò của quân dân miền Nam hết sức vĩ đại. Nếu không có nhân dân miền Nam thì chúng ta không có sự kiện Mậu Thân. Người dân đã mang đủ tiếp tế, súng đạn và dẫn đường cho bộ đội, rồi che giấu, chăm sóc cho bộ đội. Biệt động Sài Gòn, đặc biệt là chị em phụ nữ, là những người luôn tiên phong và dũng cảm trong các trận đánh và những vị trí trọng yếu, dù biết mình sẽ hy sinh bất cứ lúc nào. Đại tướng Trà nhớ lại, quân đội vào lúc bấy giờ còn bỡ ngỡ, nhất là những chiến sĩ miền Bắc. Nhưng nhờ có nhân dân Nam Bộ dẫn đường, chỉ đường, mà đặc biệt là đội biệt động quân với đặc công mình đã ém sẵn đây rồi. Và có lúc, toàn là các chị thôi. Thật ra mà nói biệt động thì thanh niên rất ít, chủ yếu là chị em phụ nữ mà rất giỏi. Ví dụ đánh vào khách sạn mà hơn 200 phi công Mỹ chết là hầu hết chị em phụ nữ mình đánh. Có thể khẳng định rằng, không có nhân dân thì chúng ta không bao giờ thành công. Không có nhân dân thì không đánh được Mậu Thân năm 68. Qua đây cũng có thể khẳng định được lòng yêu nước của người dân Nam Bộ luôn hướng về Tổ quốc, hướng về đất nước và hướng về Bác Hồ. Gia đình ông Ngô Toại là chủ của nhiều căn nhà ở Sài Gòn và tích lũy được rất nhiều tiền bạc để phục vụ cho cách mạng. Trong chiến dịch Mậu Thân năm 68, quán Phở Bình được chọn làm sở chỉ huy tiền phương, phân khu 6, thuộc đặc khu Sài Gòn Gia Định, nơi tập kết của 100 cán bộ, chiến sĩ đặc công biệt động đánh vào Sài Gòn. Đây cũng là nơi phát đi lời hiệu triệu của mặt trận giải phóng và lệnh tổng công kích Sài Gòn vào 3 giờ sáng ngày mùng 2 Tết. Sau cuộc tổng tiến công, sáng mùng 3 Tết, cả gia đình ông Ngô Toại đều bị địch bắt. Ông Toại và con rể là Nguyễn Kim Bạch bị tra tấn, tù đày, nhưng vẫn giữ vững khí tiết cách mạng. Giờ đây, khi nhắc lại với con cháu về sự kiện Mậu Thân năm 68, ông Lập vẫn luôn tự hào về người cha của mình là ông Ngô Toại và truyền thống cách mạng của gia đình. Không chỉ có quán Phở Bình, mà rất nhiều cơ sở của cách mạng lúc đó tại Sài Gòn đã không tiếc sức người, sức của và sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để phục vụ cho cuộc tấn công và các trung tâm đầu não của địch. Điển hình phải kể đến cơ sở cất vũ khí bí mật ở số 287/70 đường Võ Văn Tần, quận 3. Ông Phan Văn Hôn, một đặc công biệt động tham gia trận đánh Mậu Thân năm 68, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông Nam Lai, tức Trần Văn Lai, về hầm chứa vũ khí bí mật ngay trong lòng địch. Ông Nam Lai hoàn toàn xứng đáng là anh hùng. Một gia đình giữa lòng Sài Gòn, biểu tượng cho tinh thần ý chí của người Sài Gòn. Chỉ cần một trái lựu đạn trong gia đình thôi, chứ chưa nói tới hầm vũ khí bí mật là đủ hại cả gia đình rồi, vì máy chém của nó ở cạnh bên. Ông đã hy sinh cả sức người sức của. Một người dám làm những việc cao cả như thế, chịu đựng 5 năm trong lòng địch như thế, rất anh hùng. Sau đợt 1 đến đợt 2, quân giải phóng tấn công vào Sài Gòn và các đô thị lớn ở miền Nam. Nếu không có người dân Sài Gòn và đồng bào Nam Bộ thì chúng ta sẽ còn bị tổn thất nặng nề hơn và sẽ không bao giờ có chiến thắng. Đại tá Nguyễn Văn Tòng, nguyên chính ủy sư đoàn 9 quân đoàn 4, tham gia các đợt tấn công năm 68 kể lại rằng, trong đợt 1 và đợt 2, sư đoàn 9 của chủ lực miền đã tấn công vào các điểm của Sài Gòn và sau mỗi lần rút ra là lại tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người dân Sài Gòn. Trước đó, địch xuyên tạc về hình ảnh người chiến sĩ giải phóng rất nhiều, khiến cho người dân rất lo sợ. Nhưng đến khi tiếp xúc với quân giải phóng, thấy đội quân rất kỷ luật, đặc biệt là rất trân trọng tính mạng và tài sản của nhân dân, nên dân Sài Gòn cảm thấy quý mến, yêu thương, giúp đỡ và che chở cho quân giải phóng. Năm 1975, khi quân giải phóng tiến vào giải phóng Sài Gòn, mà dân Sài Gòn vẫy nón, vẫy cờ, chào đón là do có ấn tượng tốt đẹp từ Mậu Thân năm 1968. Ông Nguyễn Trọng Xuất, Tổng Thư ký Công trình Lịch sử Nam Bộ Kháng chiến khẳng định rằng, cuộc đấu tranh của chúng ta là chính nghĩa, vì vậy mà đã huy động được nhân dân tham gia, ngay cả người dân ở trong lòng địch. Hàng tấn vũ khí trong nội đô Sài Gòn phục vụ cho các cuộc tấn công cũng nhờ vào sự mưu trí dũng cảm của nhân dân mà ra. Chúng ta đấu tranh chính trị vũ trang, thế nhưng người dân sống trong vùng của địch thì lại theo. Đêm là mình, ngày là của địch. Chứa vũ khí ở vùng ven, rình rịch sơ hở là đưa vào ngoại ô, từ ngoại ô đưa vũ khí vô nội đô.
Đại tướng Phạm Văn Trà khẳng định rằng chỉ có những ai ở trong cuộc mới biết Mậu Thân có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam. Tầm chiến lược của Mậu Thân 1968 chính là đánh vào ý chí xâm lược của Mỹ. Thế giới cũng phải công nhận rằng cách đánh này của ta không ai có thể lường nổi. Một cách đánh trí tuệ, thông minh làm cho kẻ địch mạnh hơn mình gấp nhiều lần phải chịu thua, thua mãi cho đến năm 1975. Các bạn có cảm nhận như thế nào về Đại tướng Phạm Văn Trà khi nói tới chiến lược Xuân Mậu Thân năm 1968? Hãy để lại bình luận xuống phía dưới video và chờ đón xem các video tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!